sự sám hối nơi con, tội lỗi đã mang đi lời dạy của mẹ. Giờ đây con muốn trở lại với vòng tay khô cằn mà ngày bên mẹ con chẳng bận tâm. Mẹ nâng con dậy, bước con đi, mẹ dõi theo từng nhịp tim đập nhanh hay chậm mà con vô tâm vô nghĩ. Một bước tay hòa với đứa con, một gánh với mẹ không lời than. Lặng lẽ một mình mẹ khóc một mình. Mẹ rơi nước mắt hay sự ngu dốt của đứa con trai. Con đã tự ngã mà không phải ai số đây. Con không thể về với gia đình nữa rồi. Gia đình.